Phần trình bày của các đội ở nhóm 3 qua phần giới thiệu, và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần thi hiểu biết của các đội. Xin mời mỗi đội sẽ cử 3 thành viên, riêng đội Tây Ninh sẽ cử 2 thành viên. Mong quý vị sẽ cùng chia sẻ điều này và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi hiểu biết. Sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi thì các đội sẽ có thời gian 10 giây để vừa suy nghĩ và vừa bấm nút lựa chọn phương án A, B, C hoặc là D mà đội mình cho là đúng nhất. Mọi đáp án đúng thì mỗi đội sẽ ghi cho mình đó là 4 điểm. Tổng số câu hỏi là 5 câu hỏi. Như vậy chúc các đội sẽ hoàn thành phần thi với số điểm tối đa là 20 điểm. Và các đội thân mến, chúng ta lưu ý một điều nữa, đó là chúng ta sẽ được quyền chọn phương án và có thể thay đổi phương án trong khoảng thời gian cho phép, đó là 10 giây suy nghĩ và trả lời. Sau thời gian 10 giây kết thúc thì chúng ta bấm sẽ không còn tác dụng nữa. Và ban tổ chức đã sử dụng phần mềm điện tử rất là hiện đại để cùng ghi nhận kết quả của các đội. Sau khi các đội ghi bấm chọn kết quả thì sau thời gian 10 giây mới đồng loạt đưa hiển thị kết quả lên màn hình. Và bây giờ chúng ta cùng vỗ tay thật lớn để cùng với 5 đội của nhóm 3 bước vào phần thi hiểu biết. Vâng, các thành viên đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Vâng, chúng tôi muốn điều đó, chúng tôi muốn điều đó. Và bây giờ là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi như sau: hòa giải viên ở cơ sở không được tiến hành hòa giải mâu thuẫn nào sau đây? A. Mâu thuẫn trong việc đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. B. Mâu thuẫn từ giao dịch vay mượn tiền. C. Mâu thuẫn phân chia di sản thừa kế. D. Mâu thuẫn từ giao dịch mua bán động vật hoang dã quý hiếm. 10 giây suy nghĩ và lựa chọn đáp án, bắt đầu. Và cả 5 đội đều chọn phương án D. Và xin mời đáp án của ban tổ chức. Đáp án D, xin chúc mừng. Câu hỏi đầu tiên và câu trả lời đầu tiên của các đội đã chính xác hoàn toàn. Chúng tôi xin chúc mừng. Và sau đây chúng ta chuyển qua câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau: theo quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2014, hành vi nào sau đây không bị cấm? A. Lựa chọn giới tính thai nhi. B. Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại. C. Mang thai hộ vì mục đích thương mại. D. Kết hôn khi chưa được sự đồng ý của gia đình. 10 giây suy nghĩ và lựa chọn đáp án, bắt đầu. Cả 5 đội đều bấm nút rồi và chờ đợi hết thời gian để biết kết quả mà thôi. D. Đó là đáp án chung của cả 5 đội. Còn đáp án của chúng tôi là D. Kết hôn khi chưa được sự đồng ý của gia đình. Đó là đáp án đúng. Căn cứ vào khoảng 2 điều 5 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014, bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình cấm các hành vi sau đây: A. Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo. B. Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn. C. Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ. D. Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trục hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời, giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. D. Yêu sách của cải trong kết hôn. E. Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn. G. Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính. H. Bạo lực gia đình. Y. Lợi dụng việc thực hiện quyền hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác vì mục đích trục lợi. Vâng, xin chúc mừng một lần nữa các đơn vị, chúng ta đã hoàn thành đúng và chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải làm thủ tục gì? A. Đăng ký kết hôn. B.
đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp huyện xác nhận là vợ chồng. C, yêu cầu tòa án hủy bản án hoặc quyết định ly hôn. D, thông báo với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. 10 giây suy nghĩ và lựa chọn đáp án, bắt đầu. Có một đội Tây Ninh đã chọn rồi, vâng, cả 5 đội lựa chọn rồi, nhưng vẫn trước cả 5 giây luôn, hy vọng là đáp án đúng. Và bây giờ là hiển thị đáp án. A, đăng ký kết hôn. Vâng, và tràng vỗ tay của quý vị khán giả không biết có phải là lời chúc mừng không ạ? Và đáp án của chúng ta là A, đăng ký kết hôn. Xin chúc mừng. Căn cứ khoảng 2 điều 9 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014, điều 9 đăng ký kết hôn. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn. Thiệt, vụ này hay thiệt, không Thanh mới biết luôn á. Bởi giờ Thanh chưa có gia đình nên cũng không biết như thế nào. Hy vọng là chúng ta đang được live stream và những kiến thức này sẽ cùng lan tỏa đến mọi người. Vâng, và nhờ vào cuộc thi ngày hôm nay. Và bây giờ thì các đội hãy qua câu hỏi tiếp theo. Trường hợp nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn chung sống với nhau như vợ chồng, nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật, thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm nào? A, từ thời điểm chung sống với nhau. B, từ thời điểm sinh con. C, từ thời điểm đăng ký kết hôn. D, từ thời điểm do hai bên thỏa thuận. 10 giây suy nghĩ và lựa chọn đáp án, bắt đầu. Vâng, còn 5 giây nhưng cả 5 đội đều chọn phương án. Và bây giờ là kết quả của 5 đội. C. Và đáp án của chương trình chúng ta là đáp án C, từ thời điểm đăng ký kết hôn. Căn cứ vào khoảng 2 điều 14 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014, điều 14 giải quyết hậu quả của việc nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Trong trường hợp nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản 1 điều này, nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật, thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn. Xin chúc mừng cả 5 đội và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng và xem chúng ta có lấy được điểm của câu hỏi này không nha. Theo quy định của pháp luật, người bị bạo lực gia đình có những quyền gì? A, yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác. B, yêu cầu cơ quan cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ theo quy định của pháp luật. C, được bố trí nơi tạm lánh, giữ bí mật về nơi tạm lánh. D, tất cả các quyền trên. 10 giây suy nghĩ và lựa chọn đáp án, bắt đầu. Vâng, cả 5 đội chọn trong vòng 4 giây đầu. Và bây giờ là đáp án của 5 đội sẽ hiển thị. D, tất cả các quyền trên. Vâng, và đáp án của chúng ta là đáp án D, tất cả các quyền trên. Xin chúc mừng cả 5 đội vừa hoàn thành xong phần thi hiểu biết của mình. Vâng, và cũng xin được tuyên truyền luật đến tất cả quý vị đang cùng có mặt tại hội trường cũng như theo dõi live stream trực tiếp. Căn cứ vào khoảng 1 điều 9 của luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, điều 9 quyền và trách nhiệm của người bị bạo lực gia đình. Một, người bị bạo lực gia đình có các quyền sau đây. A, yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác có liên quan đến hành vi bạo lực gia đình. B, yêu cầu cơ quan cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ theo quy định của luật này. C, được bố trí nơi tạm lánh, giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. D, được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, kỹ năng để ứng phó với bạo lực gia đình, trợ giúp pháp lý và trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật. D, yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình khắc phục hậu quả, bồi thường tổn hại về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và thiệt hại về tài sản. E, được thông tin về quyền và nghĩa vụ liên quan trong quá trình giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình, xử lý hành vi bạo lực gia đình. G, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. H, quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình. Vào một tràng tay để cùng chúc mừng cả 5 đội với số điểm 20 điểm, hoàn thành tất cả những câu hỏi rất xuất sắc của phần thi hiểu biết.